Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện Nậm Pồ luôn sâu sát cơ sở, bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu lãnh đạo đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Là một người có uy tín trong cộng đồng, cũng như nhiều người dân khác tại bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ, anh Thảo A Tám rất vui mừng phấn khởi khi biết cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện Nậm Pồ xuống bản. Mỗi lần xuống cơ sở, các anh đều mang đến những điều mới mẻ, hữu ích, góp phần hỗ trợ bà con nhân dân. Không chỉ tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, các anh còn chú trọng hỏi han, chia sẻ cùng bà con những câu chuyện, vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt thường ngày, như từ việc hỗ trợ cây, còn giống, vận động bà con làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đến vận động mọi người thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 làm căn cước công dân. Các anh quan tâm hướng dẫn để bà con chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí vật liệu nổ, giải thích để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của đối tượng xấu, lợi dụng tôn giáo để tăng cường các hoạt động chống phá. Lực lượng công an này cũng là bộ đội biên phòng này cũng tất cả các lực lượng công an xã thì cũng đến để địa bàn thì cũng hướng dẫn bà con để cái vấn đề sản xuất kinh doanh, vấn đề trồng trọt chăn nuôi thì thường xuyên để tuyên truyền cho bà con để nắm được là cái chỗ nào mình được làm, cái chỗ nào không được làm, cái chỗ nào vi phạm pháp luật là không được làm, cái chỗ nào là không vi phạm pháp luật thì bà con khuyến khích bà con để tiếp tục làm. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với vai trò là lực lượng nòng cốt tuyến đầu trong phòng chống dịch, lực lượng an ninh đã không ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám địa bàn, chốt chặn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Phối hợp với cơ quan chức năng, triển khai các giải pháp, góp công góp sức cùng toàn lực lượng công an tỉnh, khống chế, ngăn chặn đại dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa bảo đảm tốt an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cái chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, đấu tranh ngăn chặn hoạt động ly khai tự trị, phòng ngừa hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, là tăng cường công tác bám nắm cơ sở, tác động và vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, tổ chức nhiều buổi làm việc với dân để tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải vận động tranh thủ những người có uy tín trong dân tộc thiểu số cũng như người có uy tín và chức sắc trong tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Là một trong những địa bàn trọng điểm có những đối tượng hoạt động tuyên truyền kích động lôi kéo dụ dỗ nhân dân nghe và tin theo các loại tà đạo như dê sùa bà cô dợ, hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, pháp luân công, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, các cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện luôn bám sát địa bàn không kể ngày đêm mưa nắng, kịp thời nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng theo quy định của ngành, tham mưu cho cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương đấu tranh từng bước xóa bỏ tà đạo ra khỏi đời sống nhân dân, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với đối tượng lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật. Đặc biệt, lực lượng an ninh công an huyện Nậm Pồ đã góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ nhất là chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp nên làm tốt cái công tác tranh thủ các cái chức sắc chức việc trong tôn giáo để góp phần để phục vụ những công tác vận động quần chúng đảm bảo an ninh trật tự. Thứ hai là chúng tôi triển khai các cái mặt công tác nghiệp vụ để nắm tình hình ngay từ cơ sở, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng. Đấy, trong đó là chúng tôi tập trung tranh thủ vận động những cốt cán trong tôn giáo
đặc biệt là những người có uy tín, thì chúng tôi là thường xuyên là cũng gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trên cơ sở là vận động các cái điểm nhóm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tôn giáo. Chúng tôi đã tham mưu để đăng ký sinh hoạt tập trung cho 93 điểm nhóm. Và qua cái việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho các điểm nhóm thì tình hình hoạt động tôn giáo là nó ổn định hơn. Với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã phát huy được hiệu quả. Với phương châm an ninh chủ động, lực lượng an ninh công an huyện Nậm Pồ đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình nổi lên để kịp thời tham mưu đề xuất những chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bám, nắm địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Qua đó, tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm tốt, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng an ninh công an huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng ngăn chặn bắt giữ 13 đối tượng người Trung Quốc và 12 đối tượng người Việt Nam về hành vi nhập cảnh trái phép và tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án kế hoạch, tham gia đấu tranh bóc gỡ nhiều đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã ghi nhận cái công lao đóng góp của lực lượng công an huyện, lực lượng anh em lực lượng công an xã trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid, rồi đảm bảo được cái an ninh trật tự trong cái sự kiện bầu cử Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, tôi đánh giá cao và biểu dương những thành tích của công an huyện Nậm Pồ đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đó là điều kiện tiên quyết góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn địa phương của chúng ta. Với những thành tích chiến công thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng an ninh công an huyện Nậm Pồ đã và đang từng ngày viết thêm những trang sử vẻ vang của lực lượng công an Điện Biên trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống.